Các em học sinh khối 6 thân mến, thì tuần sau chúng ta có một cái bài kiểm tra 15 phút đầu tiên của học kỳ 1. Bài kiểm tra này được làm theo hình thức là trắc nghiệm và chúng ta sẽ làm trực tuyến trên hệ thống K12. Nội dung của bài kiểm tra này là nằm gói gọn trong bài ước chung và ấn chung lớn nhất. Thì nội dung của bài này thầy đã gửi đến các em ở cái clip trước, thì các em có thể xem lại clip đó để nắm vững kiến thức của bài nha. Thì hôm nay thầy sẽ ôn tập cho các em một số dạng chúng ta sẽ gặp trong cái bài kiểm tra, cũng như là cái cách chúng ta làm bài như thế nào. Tại vì thời gian nó có 15 phút mà có đến 10 câu trắc nghiệm, cho nên chúng ta phải biết cách làm bài sao cho đảm bảo thời gian và đạt được điểm số cao nhất. Bây giờ chúng ta đi vào bài tập câu 1. Ước chung của 6 và 8 là... Rồi, 6 này chia hết cho 2 nè, 8 cũng chia hết cho 2, như vậy 2 là ước chung của 6 và 8 ha. 3 là ước của 6, 3 không là ước của 8, cho nên câu B sai ha. 4 thì không là ước của 6, như vậy câu C cũng sai ha. Rồi, 6 nó không là ước của 8, cho nên là câu D cũng sai, vậy ta chỉ có câu A đúng thôi. Vậy ta chọn câu A ha. Rồi, câu 2. Ước chung của 10 và 12 là 1. Chúng thấy 1 là đúng nè, tại 1 là ước của mọi số ha, cho nên 1 là ước chung của 10 và 12. Số 2 này nè, số 10 chia hết cho 2 nè, số 12 cũng chia hết cho 2, cho nên số 2 này cũng đúng rồi ha. Số 3 này sai ha, số 3 này không phải là ước của 10. Rồi, như vậy ta có số 1 và số 2 là ước của 10 và 12, tức là ước chung của 10 và 12 ha. Như vậy ta sẽ chọn câu D ha. Câu A, câu B đều đúng nhưng mà nó không có đủ, và câu D là câu đúng nhất ha. Câu 3, ước chung lớn nhất của 12 và 16 là... Đó. Thì cái cách tìm ước chung lớn nhất á, thì các em đã được thầy hướng dẫn trong cái clip trước, thì các em vào clip đó xem lại ha. Nhưng mà ở đây chúng ta làm trắc nghiệm thì chúng ta có thể nhẩm tính ha. Ví dụ mình thấy 2 đều là ước của 16 và 12 nè, 4 nè cũng là ước của 16 và 12 nè ha. Đó. 6 thì nó không phải là ước của 16, 8 thì không phải là ước của 12 nè. Như vậy là ta loại câu C và câu D, còn lại câu A và câu B. Câu B thì số 4 lớn hơn, cho nên ta chọn số 4 ha. Và đây cũng chính là cái số lớn nhất mà 12 và 16 đều chia hết. Rồi, câu 4 nè, ước chung lớn nhất của 12, 24 và 36 là... Đây là ước chung lớn nhất của 3 số nha các em. Đó. Thì ta thấy là 12 chia 4 được 3 nè, 24 chia 4 được 6 nè, 36 chia 4 được 9 nè. Như vậy đây là một ước chung nè. 6 ha, 12 chia 6 được 2. 12 24 chia 6 được 4 nè, 36 chia 6 được 6. Đây cũng là một ước chung của 12, 24 và 36 ha. Giờ tới số 8 nè. 12 không chia hết cho 8, thì ta loại số này ha. Rồi, 12 chia hết cho 12 nè. 24 chia cho 12 được 2 nè, 36 chia 12 được 3 nè. Vậy đây cũng là một ước chung. Như vậy trong ba ước chung này thì ta thấy số 12 lớn nhất, ta chọn số 12 ha. Rồi, ngoài ra cái câu 4 này chúng ta có một cách khác để nhận định nhanh mấy em. Mình thấy 24 và 36 đều chia hết cho 12, như vậy ước chung lớn nhất của ba số này là 12 ha. Thì chúng ta sẽ khỏi phân tích những cái vấn đề hồi nãy, ta sẽ càng nhanh hơn nữa ha. Rồi, thì vừa qua thầy đã hướng dẫn các em cái là cách làm bài, cũng như là giới thiệu đến các em một số cái bài tập sẽ có trong cái bài kiểm tra sắp tới ha. Thì các em phải xem cái hướng dẫn này của thầy, cũng như là cái clip của cái bài ước chung và ước chung lớn nhất hôm trước. Bạn nào không hiểu thì ta cứ xem đi xem lại nhiều lần nha. Rồi, thầy chúc các em ôn bài tốt và đạt điểm cao trong cái bài kiểm tra sắp tới.